Landmark 81 Skyview nằm ở 3 tầng 79, 80 và 81 của tòa nhà cao nhất Đông Nam Á Landmark 81. Tòa nhà chọc trời này là cái nơi để du khách có những trải nghiệm thú vị có 102. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh từ độ cao 384m so với mặt đất, trải nghiệm thử thách nhảy dù từ đỉnh Landmark 81 qua trò chơi thực tế ảo Top of Vietnam, chụp ảnh cùng đôi cánh thiên thần như bay giữa không trung. Và trong dịp này, tập đoàn Vingroup cũng khai trương khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81. Khách sạn đẳng cấp này tọa lạc từ tầng 47 đến tầng 77 với 223 phòng, hứa hẹn cung cấp các dịch vụ đẳng cấp nhất.